Với tài chính là 3 tỷ rưỡi thì quý anh chị và các bạn đang tìm cho mình một căn nhà phố mà ở đó là có đầy đủ tiện ích, có an ninh 24 trên 24 luôn, và kèm với đó là có khu vui chơi cho bé, có hồ bơi. Thì dường như là trong thành phố Hồ Chí Minh là con số 0 nha mọi người. Mọi người sẽ không bao giờ với giá 3 tỷ rưỡi mà có thể tìm được một căn nhà phố có đầy đủ tiện ích như vậy hết. Nhưng mà đến với khu thị Agri City, đến với căn hộ sân vườn tại khu thị Agri City á, thì mọi người sẽ có một cái đầy đủ tiện ích, có an ninh 24 trên 24 luôn. Nhưng mà không gian thì cũng không khác gì một căn nhà phố nha mọi người. Mọi người có thể thấy đó, có khoảng sân vườn như vậy nè ha. Bên trong nhà mình đi lên bậc thềm để đi vô nhà nè. Đó. Căn hộ sân vườn á, thì mọi người sẽ có một cái không gian như vậy ha. Có cái cửa nè, từ cái sân vườn lớn để mình đi vô. Thì vô trong nhà của mình á thì sẽ có, đây chính là cái một khoảng sân vườn khoảng là 18 mét nha mọi người. Sân vườn này là khoảng 18 mét để cho mọi người là có thể là trang bị là trồng cây xanh nè, trang trí đồ rất là đẹp nha mọi người. Thì mạnh sẽ thêm cho mọi người thêm những cái hình ảnh mà chủ nhà ta đã về ta decor rồi sẽ như thế nào ha. Rồi cùng mạnh đi vô trong khám phá. Thì căn này đã có diện tích là 56 mét vuông cộng với lại 18 mét sân vườn nha mọi người. Thì căn này đang được bán lại với giá 3 tỷ rưỡi. Đó, thì đây là trang bị từ chủ đầu tư nè, chủ đầu tư. Thì căn này, căn bếp á thì lúc gia chủ cho thuê á mọi người, thì người ta có dán cái sơ cái bếp lại nè, về mình có thể tháo ra mình ốp kính vô sẽ rất là đẹp nha. Đó, còn đây chính là cái cửa chính của mình ha, cửa chính của mình để đi ra cái sảnh chờ nè ha, cái sảnh đường đi nè. Rồi cùng mình đi khám phá cái phòng ngủ bên trong ha. Thì căn này là thiết kế là hai phòng ngủ một nhà vệ sinh nha mọi người. Đây, chỗ này chính là cái phòng ngủ lớn nè. Cái phòng ngủ này mọi người có thể thấy đó, nhìn ra ngoài chính là nhìn ra cái khoảng sân vườn của mình luôn ha, nhìn ra cái sân vườn riêng của mình nè, và nhìn ra ngoài phía xa xa đó chính là cái khoảng sân vườn chung nữa, và rất là lớn nha mọi người. Rồi phía đối diện cái phòng ngủ lớn của mình đó chính là một cái nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh này cũng được chủ đầu tư trang bị cho mình là đầy đủ hết tất cả các thiết bị vệ sinh kèm với lại vách tắm đứng luôn nha mọi người. Đó, có đầy đủ thiết bị, có vách tắm đứng nha. Còn đi qua bên này chính là cái phòng ngủ nhỏ. Thì đặc biệt cái phòng ngủ nhỏ nha mọi người là sẽ có một cái cửa để đi thông ra cái lô gia. Đây mọi người nè, đi thông ra cái lô gia như vậy ha. Đây cái lô gia như vậy nè mọi người, là cái chỗ để cho mình để máy lạnh này, cục nóng máy lạnh này ha, rồi để cái giàn phơi này kia cho mình nữa. Đó, cái không gian phòng ngủ nhỏ mọi người có thể nhìn lại bao quát một lần nữa nha. Đó, cái không gian phòng ngủ như vậy nè, rất là thoáng nha mọi người, tại vì nó có cái cửa thông ra lô gia nên rất là thoáng. Thì với tài chính là 3 tỷ rưỡi thì quý anh chị và các bạn tìm một căn nhà phố mà có đầy đủ, đó chính là an ninh 24/24, có đầy đủ tiện ích, có khu vui chơi cho bé, có hồ bơi, thì sẽ tại thành phố Hồ Chí Minh là không có nha mọi người, mà chắc chắn là sẽ không có luôn. Thì với như vậy thì mọi người có quan tâm đến một căn hộ sân vườn tại Agri City, nơi mà có đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cho anh chị luôn, với mức giá là 3 tỷ rưỡi. Thì nếu như quý chị và các bạn có quan tâm đến căn này thì hãy liên hệ trực tiếp với Mạnh để biết thêm chi tiết nha. Rồi, chân thành cảm ơn và hẹn lại quý chị và các bạn ở những video tiếp theo.